phiên bản COVID-19 action. Ông bà anh yêu nhau thời virus COVID. Ông bà anh yêu nhau thời COVID-19. Ông bà anh đưa nhau đi dạo quanh. Cả hai đều đeo khẩu trang màu xanh. Ông bà anh hẹn hò thời Corona mà lại ngồi cách xa trên chiếc ghế sofa. Ông mua tặng bà anh chai nước rửa tay và đó là món quà đầu tiên. Ôi COVID ngày xưa sợ lắm con ơi, người dân xếp hàng chờ đợi để mua khẩu trang đến khuya. Và thời ấy kinh khủng lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là rửa tay đã đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh, ông bà vẫn niềm tin dịch sẽ qua nhanh. Ông bà anh yêu nhau thời COVID-19 quá. Ông bà anh yêu nhau thời gay cấn như phim. Ông bà anh yêu nhau thời chưa có vaccine, cứ mỗi sáng mở máy là thấy bộ y tế nhắn tin. Ông bà anh chẳng nói gì với nhau trong thang máy hay những chỗ đông người đứng chung. Và có nhiều lúc bà anh giận dỗi khi cứ đi đâu xa là về ông lại tự cách ly. Ôi COVID ngày xưa mệt lắm con ơi, nghỉ Tết tới 2 tháng trời, bao nhiêu phụ huynh hết hơi. Và dạo ấy trẻ con chẳng mấy khi đi chơi, ở trong nhà quá lâu rồi nên thèm đi học thôi. Biết bao doanh nghiệp bốc hơi. Và thời ấy mọi người phải tự giác con ơi, vài người chủ quan thôi là sẽ toàn cả vùng. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một thời không như anh. Và em ơi nếu muốn được sống xanh, phải nâng cao ý thức bản thân như ông bà.